Chào thầy cô, toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuỗi video sinh viên edX học gì và làm gì và mình là Nguyễn Viết Đạt. Hôm nay thì mình trở lại với các bạn với một chuỗi video về bộ môn chăm sóc khách hàng. Và ở đây thì bộ môn chăm sóc khách hàng thì chúng ta sẽ đang có một cái bài tập. Đấy là chúng ta sẽ review về hai cái cuốn sách. Đấy là Phương thức học Amazon và Tâm lý học giao tiếp. Thì ở đây thì Phương thức Amazon nhé và Tâm lý học giao tiếp. Thì ở đây thì đầu tiên thì mình sẽ review về cuốn sách. Đấy là cuốn sách về phương thức Amazon. Trong cuốn sách này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một chút xíu về cái cách hình thức mà Amazon đang kinh doanh và đang hoạt động. Thì chúng ta có thể biết là Amazon thì nổi tiếng về vấn đề là kinh sách rồi đúng không? Trước đây thì kinh doanh sách đúng không? Hiện nay có thể hiểu về nó là như thế. Thì ở đây thì cái mà có một số cái mục đích chính mà Amazon muốn hướng đến, thứ nhất đấy là cái ám ảnh về khách hàng. Cái ám ảnh về khách hàng đấy thì bạn có thể hiểu đấy là khi mà khách hàng có một cái trải nghiệm không tốt đối với cái sản phẩm của các bạn thì cái khách hàng đấy có thể sẵn sàng có thể là nói những cái mặc thị đối với cái sản phẩm của các bạn chẳng hạn, thì dần dần sẽ khiến cho cái sản phẩm đó nó trở nên dần dần nó sẽ chuyển đi rất là nhiều đúng không? Thì ở trong cái lĩnh vực khách hàng của Amazon thì có một cái hoạt động dựa trên cái chân lý, hai cái chân lý. Thứ nhất đấy là khi một công ty khiến cho một cái khách hàng không hài lòng thì người đó có thể sẽ sẵn sàng nói xấu với một, hai hay là ba người, mà họ sẽ nói với rất và rất rất nhiều người. Thứ hai đấy là dịch vụ khách hàng tốt nhất là không có dịch vụ nào hết cả, mà bởi vì trải nghiệm tốt nhất của khách hàng khi là không cần bất kỳ ai hỗ trợ về một vấn đề gì cả. Thì đấy là hai cái chân lý mà Amazon đang muốn hướng đến cho khách hàng của các bạn. Và ở đây thì tất nhiên thì trong cái việc mà xảy ra một cái mô hình nhỏ hoạt động kinh doanh thì họ thực tế không yêu cầu bất kỳ khách hàng nào cũng phải viễn thị phải phải trải nghiệm tốt vấn đề đó cả, nhưng mà luôn luôn phải giữ đúng về cái quan niệm này thì sẽ khiến cho cái vấn đề của khách hàng sẽ là tốt nhất. Amazon thì luôn lấy khách hàng cái làm gốc và không ngừng tìm kiếm và nỗ lực giữ cái lòng tin của khách hàng. Tiếp theo là cái sáng tạo và đơn giản hóa. Đối với Amazon thì họ luôn có một khái niệm đấy là sự đơn giản sẽ là chìa khóa để sự dễ dàng và nhanh chóng, trực quan và tiết kiệm chi phí. Sự đơn giản cũng sẽ dễ nhân rộng hơn so với sự phức tạp. Và ở đây thì người lãnh đạo của Amazon thì không cho phép thiết kế hay tạo ra những đổi mới về chi phí đổi mới khi chỉ cần cân nhắc đến lợi nhuận đến 10 đến 100 người. Và ở đây thì hãy có một cái như thế này nữa là hãy để cho một người nào đó, hãy để cho một tay nào đó, một người nào đó họ thiết kế hay là họ đưa ra một cái ý tưởng ban đầu và đầu tư vốn này, phát triển một cái thị trường và phát triển được cái quy mô, quy trình vận hành của nó. Sau đó thì chúng ta sẽ dựa trên cái ý tưởng đó và chúng ta phát triển nó hơn thì nó sẽ tốn kém đi được cái thời gian và cái ý tưởng đó nó cũng sẽ thực thi hơn và dễ dàng phát triển hơn. Và lãnh đạo thì luôn luôn đúng và thậm chí đúng nhiều hơn là đằng khác. Lãnh đạo của Amazon luôn đúng, tuy không phải lúc nào cũng vậy, nhưng phần lớn là thế. Họ có cái nhìn sâu sắc về cái công việc kinh doanh của họ và truyền cảm hứng cho những người xung quanh bằng cách giải thích và rõ ràng về những cái mục tiêu và số liệu sử dụng để đo lường về sự thành công. Tiếp theo là không ngừng học hỏi và luôn luôn tò mò. Các lãnh đạo Amazon thì luôn luôn không ngừng học hỏi và luôn luôn tìm cách nâng cao về cái trình độ của bản thân họ để nâng cao cái sự họ rất là tò mò về các cái vấn đề về chuyên gia ở các cái nhiều lĩnh vực. Tiếp theo là tuyển dụng và phát triển nhân tài. Lãnh đạo của Amazon thì luôn tìm cách nâng cao cho những người họ tuyển dụng về vấn đề về và đề bạt. Họ tìm kiếm những tài năng và luân chuyển trong những cái một chút phải một cái vị trí với một cái chủ đích chính xác. Lãnh đạo thì thực sự sẽ đào tạo ra những lãnh đạo khác và luôn khuyến khích các lãnh đạo mới đào tạo thêm nhiều lãnh đạo khác nữa. Đấy là cái phương thức về tuyển dụng của Amazon và đặt ra nhiều tiêu chí cao nhất để có thể phát triển ra một cái ý tưởng hay là một cái công việc của họ. Thì đấy là về cái cuốn sách Amazon mà mình thấy là nó khá là hay. À, có một cái đấy nữa là có ý kiến và dám đảm bảo về cái quan điểm ý kiến của họ. Bởi vì khi mà chúng ta bảo đảm được cái ý kiến và cái quan điểm của chúng ta thì chắc chắn cái ý kiến đấy nó sẽ là một cái ý kiến tâm huyết của chúng ta đúng không ạ?
Thì đó là cái khi mà chúng ta nên cần phải bảo vệ và có chứng kiến và dám bảo vệ về cái ý kiến, về cái luận điểm chính xác của chúng ta. Và ở đây thì tác giả có nhấn mạnh về cái tầm quan trọng giữa việc giữ gìn giữ tinh thần cho nhân viên và các nhà lãnh đạo. Muốn thành công trên thế giới cạnh tranh biến động mạnh mẽ này thì không ngừng của Yes, thì bạn không được cảm thấy xót thương cho bản thân và cho đi cái quyền lợi của bản thân, tránh né việc thay đổi và tổn thương để tốn sức cho những thứ mà bạn không bao giờ có được. Từ bỏ sau khi thất bại, có cảm giác thế giới này đang quay nợ với bạn, mắc nợ với bạn. Chúng ta phải bỏ ra những cái tư tưởng đó đi để chúng ta phát triển về cái lĩnh vực của chúng ta. Tiếp theo về 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 cái cuốn sách Tâm lý học giao tiếp. Trong cuốn sách Tâm lý học giao tiếp này thì chúng ta sẽ sẽ tìm hiểu về một xíu về cái vấn đề về giao tiếp, đúng không? Thì chúng ta biết là cái giao tiếp là cái vấn đề quan trọng tốt yếu nhất về về việc thứ nhất là chúng ta muốn truyền đạt về một cái ý tưởng, một cái vấn đề gì đó mà chúng ta muốn nói với người khác thì chúng ta đã giao tiếp. Khi tôi với bạn đang nói chuyện với nhau, chúng ta cũng đang là giao tiếp. Khi tôi muốn trình bày về một cái ý tưởng hay chúng tôi muốn bán hàng với khách hàng của tôi thì tôi cũng cần phải giao tiếp với khách hàng và truyền đạt đến những cái ý kiến chính xác đối với khách hàng thì lúc đấy tôi mới bán được, đúng không ạ? Và ở đây thì thứ nhất trong cái cuốn sách này muốn nói đến là cuốn sách này mục đích chính là mình phần thứ nhất đấy là các hiệu ứng của tâm lý giao tiếp. Khi thời chưa đến thì chúng ta nên tốt nhất là giữ im lặng. Trong cái cuộc sống của công việc của chúng ta thì cái giữ im lặng là một cái lựa chọn tốt nhất và là một cái một mực hết mực tranh cãi với đối phương thì sẽ khiến cho cả ý kiến của chúng ta trở nên dần dần bị lu mờ đi và có thể khiến cho chúng ta càng nói thì cái ý kiến của chúng ta sẽ càng bị sai. Khi chưa làm rõ được cái tình hình và cái hoàn cảnh, chúng ta tốt nhất là nên giữ im lặng để nắm bắt cái phần thắng. Khi mà không hiểu được về tình hình thì bạn nên giữ im lặng và có những cái lúc mà chúng ta nên tìm hiểu, im lặng để giữ để giữ cái mối quan hệ này, chúng ta cũng nên giữ im lặng để chúng ta biết được đối phương của chúng ta. Và thứ hai đấy là khi không thể quyết định được thì chúng ta cũng nên giữ im lặng. Nếu như mà chúng ta không thể đưa ra một quyết định chắc chắn, tốt nhất chúng ta nên hứa được và đừng hứa hẹn đối với ai thì bất cứ điều gì, vì cuối cùng người thiệt sẽ là chúng ta. Thứ ba là trong khoảng thời khắc nóng giận, chúng ta nên dừng phát ngôn bất cứ một điều gì để chúng ta có thể là không gây ra những cái tổn thương và xót thương đến cho chính bản thân chúng ta. Đấy. Tiếp theo nữa đấy là chúng ta nên có ba cái khía cạnh mà chúng ta nên chú ý khi mà trong quá trình chúng ta giao tiếp. Thứ nhất, tham gia vào cuộc trò chuyện với mục đích là để nhận được thông tin. Luôn hỏi bản thân rằng sau cái cuộc nói chuyện này thì người này đã nói những gì với nội dung của chúng ta. Thứ hai, trong quá trình chúng ta lắng nghe, ngôn ngữ phi hình thể, tức là ngôn ngữ body language của chúng ta này, đây là ngôn ngữ phi hình thể, thì chúng ta nên là yếu tố then chốt nhất để chúng ta có thể biểu đạt được cái từ ngữ của chúng ta chính xác. Khi mà tôi ngạc nhiên chẳng hạn, ngạc nhiên nhỉ, chúng ta không nên thấy đâu, ngạc nhiên đấy thì chúng ta đang biểu thị cái ngôn ngữ của chúng ta. Thứ nhất là bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng đầu, bằng tay, bằng chân, tất cả mọi thứ trên cơ thể chúng ta đều biểu thị được cái body language của chúng ta ra. Đầu nghiêng về phía trước biểu đạt sự đồng cảm này và sự tập trung lắng nghe của chúng ta nghiêng về trước. Đấy, thì chúng ta đang tập trung, đúng không? Thứ ba là đặt câu hỏi sẵn sàng lọc về nội dung, trình bày những cái gì mà đối phương đang diễn đạt để đảm bảo rằng chúng ta hiểu đúng thông tin. Sau mỗi lần mà người khác giao tiếp với chúng ta thì chúng ta nên đặt những cái câu hỏi để chúng ta có thể là nắm bắt được cái thông tin mà họ đang truyền đạt đến với chúng ta. Và tuyệt đối không ngắt lời hay làm gián đoạn những cái suy nghĩ của đối phương, phản hồi đúng lúc và đặt câu hỏi để khích lệ người nói. Thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm về vấn đề về phê bình một nghệ thuật. Phê bình cũng là một cái nghệ thuật, đúng không? Trước đây thì cô Ngọc đã từng dạy cho chúng ta là khi mà chúng ta chê bất kỳ một cái vấn đề gì đó, hay chúng ta chỉ trích hay là phê phán thì chúng ta nên khen họ trước về những cái điểm tốt của họ để chúng ta lên cái dây cót tinh thần cho họ trước. Sau đấy chúng ta mới bắt đầu đến cái vấn đề là chúng ta chê họ để chúng ta có thể là rút ngắn được cái khoảng cách giữa họ và chúng ta. Thì vậy thì cái lời phê bình của chúng ta mới có giá trị. Vì lời phê bình nào cũng sẽ có mang một cái ý tưởng
quản lý và cái kết quả duy nhất cho chúng ta. Thứ nhất, khi phê bình, chúng ta nên nói giảm, nói tránh. Thứ hai là chúng ta không nên so sánh người này với người khác, và chúng ta cũng phải chọn cái thời điểm thích hợp để chúng ta phê bình. Đấy là cái điều mà chúng ta nên khi mà chúng ta trong quá trình chúng ta phê bình. Lời nói của chúng ta thì phải nhã nhặn, dễ đi vào lòng người, tức là dễ hiểu và khiến cho họ cảm thấy được khi mà mình nói giao tiếp với họ thì mình cảm thấy là cái lời nói của chúng ta sẽ không gây sát thương quá nhiều cho tâm lý của họ này, gây sát thương cho họ quá nhiều, mà chúng ta cần phải nhẹ nhàng, ngữ khí khiêm nhường đấy, và xưng hô đầu mục đúng đầu mực công việc hay là đúng đều mực và gọi như là đẹp đều hay kiểu kiểu như thế. Thứ nhất là chúng ta bạn phải nói về cái giọng điệu của chúng ta, bảo vệ